Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Coding VLSA Việt Nam. Đây là series học thiết kế vi mạch với ngôn ngữ Verilog. Đây là phần 14 của series. Đây là series dạy ngôn ngữ Verilog, thiết kế vi mạch cơ bản cho những người mới bắt đầu. Các bạn có thể xem lại những phần trước ở link ở phần bên dưới comment. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm một bài tập thực hành để củng cố thêm kiến thức. Và đây là đề bài của ngày hôm nay. Đề bài của ngày hôm nay là viết code Verilog một bộ nhân gồm hai số 8 bit dùng phương pháp Wallet Trace. Một đề bài khá là ngắn gọn. Phân tích đề bài này một chút. Ở cái hình minh họa bên dưới, các bạn có thể thấy rằng đây là một hình minh họa cho một bộ nhân hai số 4 bit dùng phương pháp Wallet Trace. Phương pháp Wallet Trace là cách các bạn dùng các bộ cộng full adder hay là hash adder tổ hợp lại với nhau để thực hiện một phép nhân. Có thể là 4 bit, 8 bit, 12 bit, 24 bit và vân vân. Đặc điểm của phương pháp này là gì? Đặc điểm phương pháp này là trong code Verilog của các bạn chỉ sử dụng những bộ cộng full adder or hash adder để thực hiện phép nhân. Điều này đồng nghĩa các bạn sẽ không thể code vô dòng code assign b bằng a 8 bit cộng với b 8 bit. Lý giải vì sao chúng ta phải cần tới phương pháp Wallet Trace. Phương pháp Wallet Trace này sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được resource trong thiết kế mà chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau. Bây giờ chúng ta sẽ đến với khái niệm bộ cộng Wallet Trace là gì. Wallet Trace là một cấu trúc tối ưu hóa cho việc cộng nhiều số nhiều phân trong thiết kế số, đặc biệt là trong các bộ nhân số học. Nó được đặt theo tên của nhà toán học Christopher Wallet. Lợi ích của bộ cộng, đây là phần quan trọng mà các bạn cần phải lưu ý. Wallet Trace giúp giảm số cấp độ của các cổng cộng bằng cách sắp xếp và gặp lại các bit đầu vào. Điều này làm giảm độ trễ của tổng thể và tăng tốc độ thực hiện phép nhân bằng cộng nhiều số. Như vậy, đây là tính năng tiện ích lớn nhất của phương pháp Wallet Trace so với cách cộng thông thường. Điều này lý giải tại sao người ta có thể sử dụng phương pháp Wallet Trace trong nhiều thiết kế khác nhau mà không phải là phép cộng thông thường. Cách hoạt động của bộ Wallet Trace gồm 3 phần chính. Thứ nhất là nhóm các bit theo trọng số. Các bit có cùng giá trị trọng số được nhóm lại thành một nhóm. Sau đó, chúng ta sẽ cộng gộp từng chất bằng cách sử dụng các bộ cộng toàn phần full adder hoặc là hash adder. Kết quả carry nhớ được đẩy lên cấp tiếp theo và sum là tổng được giữ nguyên. Quá trình này được lặp lại cho đến khi hoàn thành. Như vậy rõ ràng, phương pháp Wallet Trace thật ra chính là việc tổ hợp của các bộ cộng toàn phần và bộ cộng bán phần. Như vậy, trước tiên đã có thể thực hiện được một bộ nhân hai số 8 bit, chúng ta cần phải tìm hiểu bộ cộng toàn phần là gì, bộ cộng bán phần là gì. Chúng ta sẽ nói đến bộ cộng bán phần. Đây là hình minh họa của một bộ cộng bán phần. Với bộ cộng bán phần, chúng ta có hai số một bit đầu vào, đó là A và B. Kết quả tổng của A và B sẽ được trẻ ra ở biến SK và cờ nhớ được trẻ ở bit C K cộng 1. Và chúng ta có thể nhìn thấy được module code Verilog hash như ở trên hình. Đây là lối code theo kiểu behavior model của Verilog. Dĩ nhiên chúng ta hoàn toàn có thể code theo kiểu assign, nhưng xin nhấn lại mạnh rằng đây code kiểu behavior model sẽ mang đến ít resource và tốc độ thực hiện mạch nhanh hơn. Phát triển của bộ cộng hash adder đó là bộ cộng toàn phần full adder. Nhìn vào bộ cộng toàn phần full adder, chúng ta có thể thấy rằng bộ cộng toàn phần full adder chính là việc tổ hợp lại của hai bộ cộng hash adder.
Chúng ta có hai số A và B là hai số cần cộng, cộng với số C, K chính là cờ nhớ. Bằng cách tổ hợp lại hai bộ cộng HHD, chúng ta có thể cộng được hai số bất kỳ cộng với cờ nhớ của lần trước đó. Đây chính là ưu thế của bộ cộng toàn phần FHD so với HFD. Tuy nhiên, có những phép cộng mà cờ nhớ sẽ luôn bằng 0. Khi đó chúng ta sẽ không cần phải sử dụng bộ FHD mà chỉ cần sử dụng bộ HFD là đủ. Tương tự như HFD, FHD, chúng ta cũng thực hiện log như hình bên phải. Rõ ràng, bộ FHD chính là tổ hợp của việc gọi hai bộ HFD và cờ nhớ được O lại với nhau, G1 O với G2 và trả ra biến count. Đây chính là nguyên tắc của bộ FHD. Như vậy, đến bước này chúng ta đã tìm hiểu được bộ cộng bán phần và bộ cộng tổng phần. Đây là nền tảng cho việc giải quyết việc nhân hai số 8 bit bằng phương pháp product tree. Lấy một ví dụ đơn giản để chúng ta có thể hiểu được phép nhân. Rõ ràng trong code Verilog, đặc biệt là với những design phức tạp, chúng ta rõ ràng không thể nhân trực tiếp hai số với nhau. Điều này sẽ dẫn đến làm rì sụt của thiết kế rất lớn. Chúng ta phải nhìn một cách đơn giản rằng việc nhân hai số với nhau chính là việc cộng các số và dịch bit. Ở minh họa chúng ta thấy là hai số 101 nhân cho 89. Chúng ta biểu diễn hai số 101 và số 89 ở dạng nhị phân. Đó là những con số 01. Và rõ ràng với việc nhân hai số này lại với nhau, số 1 nhân cho số 0 sẽ bằng 0 và số 1 nhân cho 1 sẽ bằng chính nó. Như vậy, rõ ràng chúng ta thực hiện phép nhân, đó chính là việc chúng ta phải thực hiện phép cộng với việc dịch bit sau mỗi lần nhân đã cho ra kết quả cuối cùng. Việc cộng và dịch bit sẽ được thực hiện bởi các bộ cộng FHD or HFD. Đây là ý tưởng đúng đắn để thực hiện phép nhân. Mở rộng hơn một chút, nếu chúng ta chia hai số thì sao? Rõ ràng chúng ta không thể thực hiện phép chia một cách trực tiếp trong những thiết kế. Như vậy, chúng ta có thể đưa về phép chia, đó là phép dịch bit và phép trừ. Nhưng chúng ta sẽ nói đến việc phép chia ở một bài khác. Trong phạm vi bài này, chúng ta sẽ cố gắng thực hiện nhân hai số 8 bit lại với nhau. Đến đây, chúng ta tạm thời kết thúc phần 1 của bài giảng. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Và nếu có thắc mắc thì các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới.